Vâng, em xin chào quý vị. Nay em sẽ tiến hành test cái con Tích Lích V7 cho một anh khách. Anh đã chuyển khoản trước tiền để anh ấy lấy cái con Tích Lích V7 này nhé. Vâng, em xem cái thông tin anh ở đâu nào. Vâng, anh khách này anh tên là anh Hải ở Bạc Liêu. Đấy, anh Hải ở Bạc Liêu. Vâng. Đây anh nhá, âm đi của anh đây. Em đi của anh đây nhá. Này. Con này là Tích V7 đây. Đấy. Đấy, hàng về thì bên em cũng đã nấu chùi cho anh rồi. Em ok luôn, đẹp luôn này. Đấy. Đấy. Tuy nhiên em cũng không có nhiều thời gian nên là anh cần nó mượt hơn nữa thì anh cho chút thêm cho em nhé. Cho chút thêm cho em. Đấy. Tích V7 đây. Đấy nha, trước khi test âm ly thì em cũng đi với anh luôn một số vấn đề như sau. Cái thứ nhất, con này nó âm ly điện áp 100V. Điện áp nó 100V nhá anh nhá. Nên anh không được cắm điện 120, 110 và đặc biệt điện 220 là cả không được cắm nha. Cái điện lớn của Việt Nam mình cắm vào phát cháy ngay anh nhá. Đấy. Còn cái điện 110, 120 thì nó vẫn chạy thôi nhưng mà nó sẽ một thời gian sau là nó dần dần nó điện dần nó chết dần chứ nó không chết một cách nhanh chóng nhé. Anh lưu ý cho em. Đấy. Cái thứ hai là các cái núm vặn này. Các cái núm vặn này là anh vặn là anh phải nhẹ tay thôi nhé. Nhẹ nhàng thôi. Hãy nhẹ nhàng thôi. Đấy. Chứ đừng nên nghiến răng nghiến lợi vào vặn nhé. Vặn thật là nhẹ nhàng. Đấy. 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 Thật là nhẹ tay thôi. Đừng vặn mạnh tay quá lại không tốt nhé. Thì các cái này nó là núm vặn nhựa nhức của nó là cũng lâu rồi nên là cái việc mà anh vặn mạnh tay rồi là mạnh bạo quá thì nhiều khi nó sẽ có thể là gây gãy những cái núm này nhé. Nếu vặn quá qua cái ngưỡng của nó, ví dụ nó chỉ đến đây thôi đấy, nó chỉ đến đây là hết rồi đấy, nhưng mà anh lại cố tình anh vẫn cứ tiếp tục anh cố tình anh vặn mạnh nữa thì nó sẽ là quá cái tầm ngưỡng của nó sẽ gãy thôi nhé, nên anh phải lưu ý cho em cẩn thận, dùng cái này phải cẩn thận. Đấy, ok. Đấy. Thì bây giờ thì đấy là về cái núm vặn nhé. Đấy. Tiếp theo là khi đấu loa, khi đấu âm ly vào loa thì anh vui lòng rút điện ra cho em. Đấy, em đang rút điện chưa cắm điện đâu. Đấy. Anh rút điện ra cho em nhé, đừng có cắm điện trước nhé. Đấy. Sau khi mà rút điện ra rồi thì anh bắt đầu đấu dây loa vào. Đấy. Tất cả các dây loa là anh đều phải xoáy cho kỹ vào đầu dây vào nhé, đặc biệt là trên trên loa đấy. Đặc biệt là trên loa đây này. Đấy, bên em đều phải vê rất chặt cái đầu dây này lại đấy, vê các cái đầu dây thật chặt lại, sau đó là đây đầu dây đây nha, nhìn này đấy. Bên em đều phải vê nó thật là kỹ lại để cho nó không bị các cái sợi dây tóc nó nòe xòe ra ngoài và có thể nó chẳng may nó bắt sang đây nó gây chập nhé. Đấy. Và thứ hai là khi mà bên em cắm vào thì bên em đều sẽ cắm làm sao cho nó ngập hết cái dây loa vào trong để chỉ cái phần nhựa nó thò ra ngoài thôi, còn cái phần đồng nó sẽ nằm gần như là trọn vẹn bên trong để cho nó tránh cái việc nó bị mo ve hoặc là bị chập tiếp xúc. Ok nhá. Đấy. Thì đấy là về cái cách đấu dây hoàng sau nhá, và tốt nhất là anh nên 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 buộc đầu lại như này này. Bên em hay buộc lại đầu như này. Đấy, cái việc buộc đầu như này thì nó sẽ tránh cho cái việc mà khi mình đang đấu dở chẳng hạn. Ví dụ chúng ta đang đấu dở chúng ta là có cái việc gì đấy đột xuất chúng ta phải đi chúng ta ném luôn cái dây xuống loa xuống dưới đất. Đấy. Mà vô hình chung thì là cái việc ném dây loa xuống đất như thế này thì hai cái đầu dây nó chập vào nhau như này. Và chúng ta lại đến lúc mà chúng ta quay trở lại chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đấu xong rồi. Đấu xong loa rồi chúng ta lại đi chúng ta bật điện lên thế là nó chập nó chết nó âm đi thôi. Nên quý vị lưu ý cẩn thận. Đấy. Cái trường hợp chập này là chập cháy do chập công suất rồi là do cắm nhầm điện ở bên em không hỗ trợ được những cái hội trường hợp này đâu nhá. Nên quý vị lưu ý cho em. Anh còn đi với cho em luôn nha anh nhá. Đấy. Đây. Đây thì dây loa cắm vào đây. Đấy, sau đó là chúng ta vặn thật là nhẹ nhàng thôi. Đấy. Đấy, cảm thấy được rồi thì dừng lại. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thấy nó đã không mặn được nữa thì thôi. Đấy. Thật là nhẹ tay thôi. Đấy, nhẹ tay thôi. Đấy. Ok. Nó lấy thử tay giật giật nhẹ nhẹ xem có ra không. Nó giật mạnh nó sẽ bung nhá. Giật nhẹ nhẹ này thôi. Đấy. Giật một cái mức vừa vừa phải cảm thấy nó không dây nó không bung đi thôi. Đấy. Thì đấy là một dây bên này này, dây bên kia cũng vậy nhá. Này. À, nhét vào lỗ
nhét cái dây loa vào lỗ. Đấy. Sau đó nó vặn một cách nhẹ nhàng sang bên chiều bên này, từ từ trái qua phải, đấy, từ trái qua phải. Đấy. Còn nếu như theo chiều này, đây em sẽ thử, thử theo cái chiều mà mọi người hay đấu là như này nhé. Đấy, đấu là đấu kiểu này, đấu kiểu này. Chúng ta sẽ nhìn từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới như này. Đấy, sau đó chúng ta nhét dây loa vào đây. Nhét dây loa vào đây. Nhét dây loa vào. Đấy. À, thế là bạn từ phải qua trái nhé. Nếu như trên nhìn từ trên xuống, bạn từ phải qua trái, bạn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Đấy. Ok rồi thì đấy. Đấy. Ok thì lại thử răng răng một tí xem là ok chưa. Đấy, chặt rồi thì thôi. Đấy, chúng ta bắt đầu là đấu tiếp đến dây cắm điện thoại vào. Đây. Đây nhá, ở đằng sau đây nó sẽ có những cái đầu vào này. Đầu vào. Đây nó có một vài cái đầu vào ở đằng sau đây, quý vị ghi nhớ cho em nhá. Tuner này. Tuner này, AUX này. Rồi là playback này, playback của tab 1 tab 2 nhá, tab 1 tab 2. Đấy thì là anh đấu cho em dây vào một là tuner, hai là AUX nhá, một tuner hai là AUX. Đấy playback cũng được nhá, playback cũng được. Đấy, nhưng mà thường thì em hay dùng cái cổng AUX, thường em hay dùng cổng AUX thì tiếng của AUX là tất nhiên là nó là cái cổng tự hỗ trợ tốt nhất cho dây điện thoại, cho các cái thiết bị ngoài này, AUX TV này. Với quy tắc đó là dây đỏ dây trắng thôi. Này cắm xong các cái dây này rồi thì kết nối điện thoại, kết nối điện thoại bật nhạc lên, kết nối điện thoại bật nhạc lên này, đang bật nhạc này, bật nhạc lên này. Bật nhạc lên xong thì chúng ta cắm điện vào thôi. Điện 100V nhé, điện 100V nhé. Này. Đây ở đây là em đang sử dụng điện 100V ở đây rồi nên là cứ cắm thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng đừng anh đừng nhìn rằng đấy là em đang cắm ổ điện mà anh cứ tưởng là đấy điện 220 nhá. Không phải đâu, điện 100V nhé. Đấy. Đấy. Sau khi cắm xong rồi thì chúng ta bấm nguồn lên. Đầu tiên là hạ nhỏ âm lượng số âm ly xuống nhé. Để tránh cái việc mà khi mà đưa lên giờ nào đóng mạch mà nó xong công suất nó ra loa có thể gây chết loa nhé. Đấy, nghe tạch cái anh thấy nghe tạch cái không ạ? Đấy, ok rồi. Như thế anh sẽ bây giờ đầu tiên sẽ bạn thử tiếng có tiếng không này. À, không có tiếng đúng không? Không có tiếng. Tại sao không có tiếng? À, nguyên nhân tại sao không có tiếng? Đây. Ta chọn chưa đúng cọc. Đấy. Em đang cắm AUX thì em phải vặn về đúng AUX. Đấy. Đấy. Ô nhưng mà vẫn không có tiếng đúng không ạ? À, không có tiếng thì nó lại liên quan đến một vấn đề nữa, chúng ta chưa chọn đúng cầu loa. Đây. Speaker của anh nhìn speaker này. Speaker đang để off. Off có nghĩa là sao? Off có nghĩa là chúng ta không đưa công suất vào bất cứ cầu loa nào ở đằng sau cả. Anh nhìn thấy vừa nãy em quay anh có 4 cầu loa đúng không? Có 4 cái cầu loa này. 4 cầu loa. Đây đằng sau này anh nhìn thấy có 4 cầu loa này. Đấy. Có 4 cặp cầu loa đúng không? Đấy. Thì ở trên này là main, ở dưới là remote gì đấy. Thì anh chọn cho em đúng cái cổng anh đã cắm loa nhé. Đấy, cắm dây loa. Đấy, ví dụ như em đang cắm cổng trên thì em sẽ vặn nó về main này. Đấy, có tiếng anh đấy chưa? Nên chọn remote mất tiếng này. Đấy, hoặc được không phải chọn là main cộng remote, main và remote nhé. Đấy. Thế còn nếu như không nhớ được thì vặn thẳng về đây luôn, thế là cắm cổng nào cũng được nhé. Và nếu như nhớ thì là vặn về main cho em. Đấy. Đấy, đưa em đi chạy đây, đấy, thấy không? Đấy, loa đấy nhá. Đấy, loa em đang đấu đây. Nếu mai này muốn lòng nở okay. Hoa, ta lìa đất ba này. Trong niềm vui chứa chan, quê hương yêu dấu với con đường. Không thấy tác dụng gì cả. À, tại sao lại thế? Đây, nó sẽ ở cái nút này nhá. Chết DC đấy và Viatong, đấy, Viatong. Anh nhìn thấy cái nút DC đang sáng không? Đấy, nút DC đang sáng có nghĩa là gì? Nó báo là đây là đang đánh mộc, tức là chúng ta nguồn tín hiệu vào như thế nào ra như vậy, không qua chỉnh bát tép. Đấy, anh muốn chỉnh được bát tép anh phải ấn nút này chìm xuống. Lúc này đèn nó sẽ chuyển sang Viatong, anh thấy không? Đèn nó chuyển sang Viatong. Lúc này thì nó chỉnh được bát tép này. Đấy, nó đang hết mất bài rồi thì đợi tí để em cho nó cái
bạn nhé. Đấy. Ok. Rồi. Đấy lúc anh thấy bát tép ok này. Đấy. Nghe được bát thơ không? Khi tình yêu đến đến trong bình yên. Đấy. Ok nhá, vô đôn bát ok nhá, vô đôn tép này. Hồn cô đơn bóng uy hồn nhiên. Ôi, ok nhá. Đời nợ đấy, lưu ý cho em cái nút này nha, không lúc nhiều không ấn nổi lên nó bị mất không chỉ nó bắt tép rồi nha, ấn chỉnh được cho em. Đấy, đèn nó phải sáng ở cái tông nhá. Mấy cái này là mấy cái nút để gọi là nọc âm thanh thôi nhá. Trời đông để nọc các cái tần số này đi này. Khi tình bay đấy xa biết ai để mong. Trừ cái tần số đi mọi người 20 decibel nhá. Ấn số nó sẽ trừ đi 20 decibel. Nghe tiếng tép nó giảm đi không? Đấy. Nhá. Subsonic này thì nó cũng gần kiểu tương tự như vậy. Đấy. Nghe stereo và nghe mono. Đau lớn. Để tăng mạch ở bát tép lên. Đấy. Một mình ta bước nó sẽ nó phải là nhiều ok nhá. Ngày nào đưa đâu đấy. Âm lên còn được bình thường anh nhá. Em sẽ mở một đoạn nhạc để cho nghe thử xem nó ok không. Mưa còn rơi mãi tiếng thương đời hoa. Cô tình bao la thấm trong hồn. Âm đi của anh là chạy bình thường nhá, chạy ok luôn nhá. Đấy. Thì anh lưu ý cho em, đấy anh lưu ý cho em. Điện áp của con này là 100V nên anh phải cắm đúng điện 100V, kể cả điện 110 không được cắm, 120 không được cắm nhá. Cắm những cái trường hợp đấy chập cháy, chảy ra cháy là bên em không hỗ trợ được nhá. Cái thứ hai là khi đấu loa phải cẩn thận tuyệt đối cho em, đừng để chập dây loa. Đấy. Trường hợp chập dây loa bên em cũng sẽ không hỗ trợ. Vâng. Đấy. Em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này. Vâng, anh Hải nhá. Anh Hải, anh Hải ở Bạc Liêu, anh lưu ý cho em nhá. Anh rất sử dụng âm đi phải thật cẩn thận. Đấy, lưu ý cho em. Đấy, từ những cái việc đấy em xin nhắc lại nhá. Cái việc mà các cái núm vặn này này của nó cũng rất lâu đời rồi. Này. Nên là nhựa của nó cũng rất là giòn. Này. Anh vặn thì hãy nhẹ tay thôi, nhẹ đừng nên vặn một cách mạnh bạo quá nhá. Đấy, nếu không thì là nó rất là dễ gây ra những cái trường hợp là bị hỏng cọc loa, hỏng cái việc đúng vặn. Nên là quý vị anh phải cẩn thận cho em, đấy vặn nhẹ nhàng thôi. Đấy, ấn tay xuống một chỗ, ấn hơi ấn một tí và vặn nhẹ nhàng. Đấy. Hơi ấn tay xuống vặn nhẹ nhàng thôi nhá. Này. Đấy, ấn vặn nhẹ nhàng thôi. Nó vặn cảm thấy là nó chặt thôi thì thôi nhá, đừng cố vặn nữa tiếp, đừng cố vặn tiếp nhá. Vặn tiếp là nó gãy đấy nhá. Đấy, rất là dễ gãy nên cẩn thận. Đấy. Cái nữa này. Đấy. Cái tiếp theo là không được cắm chập dây loa. Đấy, cái thứ ba là không được cắm nhầm điện. Vâng. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo bên em nhé. Đấy. Chào mọi người.